Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ Thế Ta Mâu Ni Phật. Toàn quân Việt Nam đi chung lòng cầu buồn, bước chân dồn man trên đường đất ngày dài, đời bao chiến thắng. Thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời chư quý vị đồng an toàn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước nhất chúng con xin cung kính bái chào chư tôn thiền đức tăng ni, các vị đại biểu khách quý, và nồng nhiệt chào mừng quý vị Phật tử đã hoan hỷ về dự đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2567. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên, khu vực 4, huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào. Xin trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy để đón nhận thông điệp Đức Pháp Chủ A Di Đà Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng Minh, Hà Nội, ngày 8 tháng 4, năm Quý Mão. Thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư tôn túc hòa thượng, thượng tòa, ly trưởng, ly sư, đại đức tăng ni, quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mùa Phật đản Phật lịch 2567 trở về, người quan Phật khắp năm châu lại được hân hoan đón mừng ngày đứng đạo sư thị hiện ở đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm sống theo lời dạy chân thực có giá trị vượt thời gian của Ngài. Những lời dạy đó gợi ý các pháp, các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội. Mùa Phật đản năm nay, những người Phật tử Việt Nam chúng ta đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị Pháp Thiêu Thiêu Thân 1963-2023, chúng ta tự hào
về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, và trong đó có dấu ấn về hạnh nguyện cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của Ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri của con người, hóa giải tất cả hận thù. Ngọn lửa đó đã chỉ cho mỗi người sống phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi trí dũng của bậc Bồ Tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới, loay theo hành nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ Tát hành như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn. Bồ Tát là người có thể chịu đựng khổ đau cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình. Tôi kêu gọi tăng ni Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình, tự thân để kết lên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay. Kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi lời tán thán công đức chư tôn đức tăng ni các cấp giáo hội, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm tốt công việc phụng sự nhân sinh trong thời gian qua. Mong tất cả đồng lòng chung tay góp sức trong hành nguyện Bồ Tát, tiếp tục con đường ấy để trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo. Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hòa, muôn dân an lạc, đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn toàn thể chư quý vị và cung thỉnh quý vị an tọa A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng trị sự, diễn văn Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Cổ Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức Hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Kính thưa quý liệt vị, hòa chung không khí hân hoan của cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, kính mừng đại lễ Vesak 2023 và mùa Phật đản Phật lịch 2567 tại Việt Nam. Thay mặt Hội đồng trị sự, tôi gửi tới toàn thể tăng ni và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc tất cả một mùa Phật đản an lành dưới ánh hào quang phổ độ của chúng sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni tôn kính. Ngày hôm nay, nhân loại chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến động, thách thức khôn lường, không thể dự báo. Nó được sinh ra từ căn nguyên của khủng hoảng, lòng tham và mất niềm tin lẫn nhau đã gây ra biết bao khổ đau cho con người và đồng loại. Hơn lúc nào hết, những lời dạy vô giá về tình yêu thương, sự chia sẻ, lòng từ bi
tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau cho nhân loại, chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự là kim chỉ nam, đưa đến các giải pháp cho những vấn đề nan giải của con người. Kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật, ngay lúc này đây, chúng ta cùng nhau lắng đọng tâm tư, suy ngẫm thực hành theo con đường tu tập mà Ngài đã chỉ dẫn trong kinh Thổ Hiền Hạnh Nguyện. Xin nguyện cho chúng sinh thường được an vui, không bị các bệnh khổ, muốn làm việc ác thì không thành, làm việc thiện thì thành tựu nhanh chóng. Đóng chặt tất cả các cánh cửa đi vào lẻo ác, bày mở con đường chân chính dẫn đến chân trời. Người và Niết Bàn, nếu chúng sinh vì chưa nhiều nghiệp ác nên phải chiêu cảm quả báu khổ đau nặng nề, tôi đều xin chịu thay, khiến cho họ đều được giải thoát, cho đến lúc cuối cùng thành tựu được đạo quả Bồ Đề vô thượng. Đức Phật dạy chúng ta về đức hy sinh, cố gắng giúp đỡ người, tình nguyện cùng chia sẻ với người trong hoàn cảnh khó khăn, biết chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh bản thân mà vượt qua lòng tham, sự ích kỷ để trở lên thành người cao thượng, đáng quý, cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Kính thưa liệt quý vị, kính mừng ngày đản sinh Đức Từ Phụ, tôi mong muốn toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy tinh tấn tu học, nỗ lực tu tập giới định tuệ, nêu cao pháp hành trì giới luật, thực hiện phương châm kỷ cương trách nhiệm, đoàn kết phát triển để trang nghiêm giáo hội. Năm nay các cấp giáo hội chúng ta phải thành tựu nhiều Phật sự để bày tỏ lòng tri ân và nguyện noi theo công hạnh sự nghiệp lớn lao của các bậc thiền sư, quốc sư Phật giáo Việt Nam trong lịch sử. Đó là kỷ niệm 1005 năm ngày Quốc sư Vạn Hạnh viên tịch, 715 năm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, và đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vì Pháp Phật, Pháp Thiêu Thân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đó chính là những di sản vô giá của giáo hội Phật giáo Việt Nam, được lịch sử khắc sâu ghi nhớ để lại muôn đời cho hậu thế. Tăng ni giáo hội Phật giáo Việt Nam phấn đấu làm tốt sứ mệnh hoàng dương chính pháp, đem giáo lý Phật Đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết hòa hợp thực hiện thành công các chương trình, mục tiêu của đại hội đã đề ra vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh để có được cuộc sống an lạc hạnh phúc. Nguyện luôn luôn sống tốt đời đẹp đạo nhân mùa Phật đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đạo tràng hoan hỷ đón nhận lãng hoa của ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh bằng một tràng pháo tay A Di Đà Phật. Xin trân trọng cảm ơn ông Vương Quang Hưng. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lên tặng hoa chúc mừng. Hoan hỷ đón nhận lãng hoa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tuấn Anh. Trân trọng kính mời ông Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh lên tặng hoa chúc mừng. Hoan hỷ đón nhận lãng hoa chúc mừng của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên. Trân trọng cảm ơn ông Cù Trọng Khang. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Bật Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm lên tặng lãng hoa chúc mừng của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng kính mời
ông Nguyễn Quốc Khánh, thị ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào hoan hỉ lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính mời Thượng tá Đào Văn Thường, Phó trưởng phòng an ninh nội địa thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên lên tặng hoa chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa trưởng ban tổ chức trân trọng. Thành kính cung thỉnh Đại đức Phó trưởng ban tổ chức hoan hỷ an toàn ở Việt Nam. Và xin chúc mừng cho ngành giáo dục huyện Thích Bậc Tây Bảo và chúc mừng cho ngành giáo dục huyện Mỹ Hào với món quà vô cùng ý nghĩa trong ngày đại lễ hôm nay ạ. Xin trân trọng cảm ơn.